Tại London nước Anh vào một đêm tràn ngập không khí giáng sinh, câu chuyện đầu tiên phải kể đến việc con cú nọ đuổi theo con chuột nhỏ vào bên trong một ngôi nhà. Trùng hợp đó lại là nhà của nữ chính của chúng ta. Chuột nhỏ bị thu hút bởi thức ăn được bày trên sàn lao đến ăn lấy ăn để. Chị em trai xinh gái đẹp nhà Starbam đang quan sát gần đấy và thực hiện thí nghiệm của Clara để chế tạo một cỗ máy có thể bắt bất kỳ con chuột xâm nhập nào. Hai chị em được sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng không may mẹ cô mất sớm và Clara không tiếp xúc thế giới bên ngoài nữa chỉ thích trốn trên gác mái hoàn thành thí nghiệm với em trai. Bà giúp việc Asmo tìm thấy họ và nhắc cả hai xuống ăn tối trong khi Fritz rất hào hứng nói rằng mình đã bắt được con chuột với máy móc do Clara chế tạo. Ba chị em Louis, Clara và Fritz đến gặp cha họ Benjamin đang bày trí cây thông Noel đón Giáng sinh. Thực hiện theo di nguyện của người vợ quá cố Mary, Benjamin đã thay mặt vợ tặng những món quà mà bà ấy đã chuẩn bị trước khi qua đời. Chỉ cả Louis nhận được cái váy dạ hội yêu thích nhất của mẹ, cậu em út thích thú với những món đồ chơi chú lính chỉ. Clara chậm chậm mở món quà của mình, gạt đi sự hào hứng và mong đợi ngay từ đầu cô nhận được một cái trứng vàng trống rỗng chẳng có công dụng gì đã vậy cái trứng còn bị khóa bằng khóa chốt một ổ khóa không thể mở được nếu không có chìa khóa cụ thể clara buồn bã quay trở về phòng cô lục lọi trong hộp hy vọng tìm được chìa khóa thay vào đó cô tìm thấy mảnh giấy ghi chú từ mẹ mọi thứ cô cần đều nằm bên trong quả trứng benjamin đến phòng an ủi và khuyên cô nên gác lại việc tìm chìa khóa mà hãy chuẩn bị cho tiệc giáng sinh giáng sinh vẫn cứ đến dù ta có muốn hay không vậy tại sao không vui vẻ để đón nhận clara không có tâm trạng gì nữa hết cô không cảm nhận được niềm vui nữa vì mẹ cô đã mất Chật Louis mặc chiếc váy của người mẹ quá cố đến và Benjamin buồn bã nhắc cô sửa soạn cho em gái rồi rời đi. Louis khuyên em gái nên nói chuyện nhẹ nhàng với cha và bớt chơi trên gác mái. Hãy dành thời gian cho thế giới thực nhiều hơn. Clara mang kính lúc quan sát và cô thấy rằng trên quả trứng có chữ D. Cô nghĩ rằng chắc cha đỡ đầu của mình Grossel có thể giúp cô mở quả trứng và ngoan ngoãn theo cha đi dự tiệc Giáng sinh tại dinh thự của cha đỡ đầu. Benjamin muốn cùng các con khiêu vũ và dặn Clara phải hòa đồng với tất cả mọi người ở đó. Xe ngựa đưa gia đình Starbam đến dinh thự Clara vội cất đi quả trứng vàng cô quan sát xung quanh mọi thứ thật gọn gàng dưới sự chăm chút của người hầu đến đại sảnh cả gia đình vô cùng bất ngờ với cây thông noel khổng lồ được bày trí thật đẹp mắt các vị khách quý được mời tham dự bắt đầu khiêu vũ clara len lỏi qua tất cả mọi người đang nhảy múa cô lẻn xuống tầng hầm đến xưởng của cha đỡ đầu drossel từng là một người thợ chế tạo máy móc lành nghề con cú ở đầu phim bất ngờ bay và hóa ra đó là thú cưng của drossel clara nhìn chằm chằm vào con cú drossel xuất hiện nói con cú có thể nhìn thấy mọi thứ ông chỉ clara hướng mắt nhìn về phía vòng xoay thiên nga di chuyển ngược và muốn cô giúp ông sửa chữa nó Clara thử sức cô tìm ra cơ chế bị hỏng sau một lúc loay hoay với các dụng cụ drosselmeyer kích hoạt nó và khen ngợi Clara ban đầu ông đã tin cô sửa được nó drosselmeyer hỏi lý do vì sao Clara đến tìm mình thì cô mang ra quả trứng drosselmeyer thừa nhận chính ông đã thiết kế ra quả trứng này để tặng cho một cô bé thông minh mồ côi từ nhỏ đó là mẹ của Clara mary luôn muốn tặng lại quả trứng bà yêu quý nhất cho Clara nhưng nó không hề có chìa khóa mà Clara phải tự đi tìm ra chìa khóa cho mình cuộc trò chuyện bị gián đoạn khi đồng hồ điểm nửa đêm giáng sinh Clara được cho đỡ đầu nhắc cô đến bữa tiệc sau khi Clara rời đi, Rochelle Meyer nói chuyện với con cú bảo nó hãy theo dõi và chăm sóc cho Clara. Sau buổi trình diễn ballet, Dressel Meyer phát biểu vài lời và bắt đầu tặng quà cho các vị khách quý. Tất cả mọi người hào hứng đổ xô ra bên ngoài. Mỗi món quà tương ứng sẽ được tìm thấy bằng mẩu giấy ghi tên họ. Đi theo sợi dây sẽ dẫn đến nhiều địa điểm khác nhau và đó là món quà chủ nhà dành riêng cho họ. Clara trở lại bữa tiệc và cãi nhau với cha mình. Cô tức giận mắng mỏ cha và trách ông ấy không để tâm với cái chết của Mary. Clara bỏ ra ngoài tìm quà và thấy sợi chỉ vàng có mẩu giấy ghi tên mình. Clara đi theo sợi chỉ dẫn đường đi vào trong dinh thự. Fritz sớm tìm ra món quà của cậu bé là một chiếc kẹp hạt rẻ hình chú lính. Điều đó làm Clara bị thôi thúc cô nhanh chóng đi theo sợi dây vào bên trong một căn phòng tăm tối. Clara tò mò đi qua hành lang tối cô nhìn thấy ánh sáng ở cuối đường và đi theo đó. Ánh sáng dẫn ra một gốc cây có khu rừng bao phủ đầy băng tuyết. Con cú được Drossel Mai ở do phó cũng bay theo cô đến đó. Có một con chuột nhỏ cũng đang nhìn theo Clara. Đích đến của sợi dây dẫn đến cây thông bám đầy tuyết đang phát sáng với những hạt lấp lánh vây xung quanh. Clara đến gần hơn cô nhìn thấy bên trong cây đang treo chiếc chìa khóa. Clara với tay lấy thì con chuột khi nãy nhảy qua cướp đi chìa khóa. Clara liền đuổi theo con chuột nhỏ giành lại chìa khóa vàng. Con chuột tuy nhỏ bé nhưng lại chạy trốn vô cùng nhanh khiến Clara phải cực nhọc đuổi theo. Bị đuổi bắt con chuột malang chạy xuống mặt băng mỏng. Clara nổi giận cô bước chân xuống mặt băng liền nứt vỡ. Chuột nhỏ bỏ qua bờ bên kia khiêu khích Clara. Cô nhìn xung quanh tìm cách và thấy cây cầu bỏ hoang dẫn qua bờ bên kia. Cô tiếp cận với bức tượng lính kẹp hạt rẻ và rời đi thì anh ta mở mắt. Bị đánh thức Philip Hoffman rút kiếm ra đe dọa và hỏi tên cô anh vô cùng bất ngờ khi biết cô là con gái của nữ hoàng mary người tìm ra thế giới cổ tích song song này con chuột nhỏ cũng ngạc nhiên đến nỗi đánh rơi chìa khóa philip xin lỗi vì hiểu nhầm clara cô ra lệnh cho anh đưa mình qua cầu philip còn do dự vì không ai được vào khi chưa có lệnh của quan nhất chính buộc clara phải dùng uy quyền con gái nữ hoàng ra lệnh philip đánh thức người bạn của anh và cùng chú ngựa đưa clara qua cầu philip giải thích họ đang đi vào khu rừng của vương quốc đệ tứ đang gây chiến với ba vương quốc còn lại chuột nhỏ cùng với đồng bọn quan sát clara gần đó thì cô phát hiện clara nhảy khỏi ngựa đuổi theo con ngựa cũng hoảng sợ bỏ đi chuột nhỏ bị đuổi đến đường cùng nó trốn trong gốc cây clara không để ý ở phía sau cô đang xuất hiện một sinh vật quái dị khổng lồ bước về phía clara hàng trăm hàng ngàn con chuột kết hợp lại với nhau tạo thành con chuột khổng lồ chúng bắt lấy clara và mang đi philip kịp thời chạy đến giải cứu cho clara anh chém lũ chuột rồi cả hai chạy trốn chạy khá xa họ nhận thấy lũ chuột không đuổi theo nữa chúng đã tản ra và rút lui con ngựa bị hoảng loạn cũng đã trở về chợt một giọng nói phát ra từ cung điện khổng lồ của mẹ gừng bà nói rằng đang giữ chìa khóa mà cô cần và bảo cô đến lấy Philip ngăn cản Clara nói với cô đó là một cái bẫy của mẹ gừng. Philip đưa cô trở về cung điện của bốn cõi. Họ gặp cặp đôi lính canh gác là Cavalier và Harley Quinn, ngăn cản không để Philip đưa người lạ vào. Khi anh nói đó là con gái của nữ hoàng Mary, cả hai phải nhún nhường rồi hỏi cô có liên quan đến vua chuột hay không rồi cho phép họ vào trong. Philip đưa Clara vào bên trong cung điện các cư dân của vương quốc trung tâm không ngừng bàn tán về Clara. Cô được tùy tùng chờ đón và cúi đầu trước cô. Clara còn nhìn thấy tấm ảnh lớn của mẹ cô được treo giữa cung điện. Philip đưa Clara đến gặp các đại thần họ là quan nhất chính của các vương quốc thon nhất chính xứ hoa hoè, Silver nhất chính xứ hoa tuyết và Sugar Plum nhất chính xứ kẹo ngọt. Cả ba hỏi về tình hình của mẹ cô và bất ngờ hay tin bà ấy đã qua đời. Họ đưa Clara đến xem ngai vàng của nữ hoàng Mary. Clara giải thích mình đến đây để tìm con chuột ăn cắp chìa khóa và được Philip cứu khỏi mẹ gừng. Ba nhất chính khuyến khích Clara tránh xa mẹ gừng rất nguy hiểm khuyên cô đừng bao giờ quay lại đó nữa. Ba đại thần bắt đầu lên kế hoạch tổ chức lễ nghênh đón công chúa với một chuyến vòng quanh vương quốc. Tiên mận đường thích thú mọc ra đôi cánh bay lên hạnh phúc. Clara muốn rời khỏi đây trở về nhà vì chắc hẳn gia đình cô đang rất lo lắng. Sugar Plum giải thích thời gian ở đây và thế giới thực vô cùng khác nhau. Để Clara nhìn thấy từng tận hơn tiên mận đường đưa đến nơi các bánh răng chuyển động, đó là chiếc đồng hồ trong phòng khiêu vũ. Clara nhìn thấy mọi người đang hành động chậm rãi và trông thấy cha cô đang ngồi ủ rũ một góc trong rất buồn bã. Sau đó Sugar Plum đưa Clara đến một căn phòng nơi có vô số những chiếc váy đẹp. Cô giúp Clara chọn váy và giúp cô làm tóc. Clara diện cho mình kiểu tóc búi gọn gàng cùng với bộ trang phục có ánh vàng tuyệt đẹp dành cho nữ hoàng. Cô bước ra ngoài diễn kiến với các thần dân. Mọi người đều vỗ tay ăn mừng chào đón cô sau đó cô ngồi vào ghế cùng với các đại thần xem vở ballet tiên mận đường giới thiệu cô về vẻ đẹp của các vương quốc trừ vương quốc giải trí đệ đứ âm nhạc nổi lên vũ công ballerina nhảy múa trên sân khấu với nền background phía sau giống của vương quốc trung tâm vở ballet đang cố tái hiện lại câu chuyện của bốn vương quốc và cách mà mẹ của clara đã khám phá ra cô bắt đầu chăm chú theo dõi từng chuyển động điêu luyện của nữ vũ công trên nền nhạc cổ điển đầu tiên là vương quốc hoa hòe thật nhiều màu sắc và mọi người cùng nhau sống chăn hòa kế đến người vũ công chuyển sang vương quốc hoa tuyết nguy nga tráng lệ tiếp đến là vương quốc kẹo ngọt của nàng tiên mận đường Ballerina nhảy cảnh tượng đại diện cho vương quốc thứ tư, cô ấy chạy trốn khỏi các vũ công đại diện cho vua chuột và những tay sai. Sugar Bloom giải thích rằng mẹ gừng là người bắt đầu cuộc chiến với ba vương quốc còn lại. Tiên mận đường nói cô và mọi người từng là những món đồ chơi vô tri của Mary, cho đến khi Mary tạo ra cỗ máy biến đổi đồ chơi có sự sống như con người. Kể từ khi Mary rời khỏi vương quốc cái máy cũng không thể sử dụng được nữa. Tình báo cho biết mẹ gừng đang chuẩn bị cho cuộc chiến và huy động mọi binh lực, chỉ có cỗ máy mới tạo ra được đội quân phòng thủ. Clara đề nghị sửa chữa nó, cô nhìn thấy hình dạng ổ y hệt như quả trứng vàng của cô vua chuột tay sai của mẹ gừng đã lấy chìa khóa vì vậy clara đề nghị cô sẽ đến đó lấy lại đêm đó con cú không ngủ bay qua bay lại canh chừng clara cô trần chọc mãi vẫn chưa thể ngủ được ký ức trong cô chợt ùa về vào dịp giáng sinh năm trước mẹ vẫn còn ở bên cô và mẹ cùng nhau trang trí cây thông noel thật vui vẻ mary từng kể cô nghe về một nơi mà mẹ đã từng khám phá lúc còn nhỏ clara cảm thấy thú vị nhưng cô tin nó không có thật mẹ cũng hứa rằng một ngày nào đó clara sẽ được đến với vùng đất đó clara nhìn thấy con cú ở ngoài cửa cô đuổi theo ra ban công và ngắm nhìn vương quốc clara không thể để mẹ gừng phá hủy thành quả của mẹ cô được vì vậy ngày hôm sau cô quyết tâm đi lấy lại chìa khóa thay đổi trang phục thành bộ đồ của lính canh và búi tóc gọn gàng tiên mận đường đã chọn ra một đội quân tinh nhuệ để bảo vệ clara không quên chúc cô may mắn trong cuộc hành trình cavalier và harley quinn cũng xin được đồng hành cùng clara cả đội quân dưới sự chỉ huy của clara cùng nhau lên đường rời khỏi vương quốc họ tiến vào khu rừng sương mù tiến thẳng về phía trước là vương quốc đệ tứ những con chuột thuộc hạ của vua chuột đã theo dõi họ trên suốt chặng đường Đi sâu vào lớp sương mù họ thấy một cánh cổng kỳ lạ và dừng lại đột ngột. Mọi người không dám đi vào nữa. Clara mất kiên nhẫn cô nhảy xuống yên ngựa, tự mình dũng cảm đi vào cánh cổng. Binh lính thấy vậy mới đi theo cô ngay sau đó. Cô bắt gặp những bức tượng có hình thù kỳ quái cùng với những tiếng động gây giận. Liên tục bị đánh động bởi thứ gì đó, binh lính thận trọng quan sát xung quanh và một trong số đó rơi vào bẫy. Cả nhóm vội tập trung quanh vòng ngựa gỗ gần đó. Clara cố nhìn trong bóng tối để bật công tắc được khởi động ánh lửa bật lên hàng ngàn hàng vạn con chuột tiến vào bên dưới của vòng quay ngựa gỗ đánh sập toàn bộ nó chỉ trong chốc lát rất nhiều binh lính thương vong ai nấy cũng đều tháo chạy toán loạn clara rơi vào bẫy trên mặt đất cô bị lũ chuột cuốn cô đưa đi xuống bên dưới lòng đất philip bò theo con đường đó đuổi theo clara lũ chuột đưa clara đến vương quốc để tứ nơi có bức tượng cung điện khổng lồ nói chuyện với cô bức tượng nói rằng đã đợi cô từ lâu rồi và quăng cô vào bên trong rạp xiếc cô bị sốc khi nhìn thấy một chú hề ma quái có khả năng tách rời cơ thể của họ thành nhiều chú hề khác nhau hệt như con lật đật vậy chúng chọc phá và chế giễu rồi hất văng cô vào ghế đưa lên tút trên cao cô được đưa đến một căn phòng nơi cất giữ chìa khóa mẹ gừng đến ngăn cản hỏi lý do vì sao mà cô lại đến vương quốc đệ tứ của bà mẹ gừng vô cùng ngạc nhiên khi nghe clara nói rằng mẹ cô đã mất và cô ấy đang rất tức giận đổ mọi tội lỗi lên người mẹ gừng philip ngồi lên khỏi cái hố anh liền rạch một đường xé toạc dạp sức tiến vào trong một tá chú hề ma quái đang chờ đợi sẵn làm trò hề và tấn công bất ngờ từ phía sau clara đẩy cần gạt kéo mẹ gừng ra xa đánh rơi chìa khóa philip chật vật tấn công những chú hề một cách khó nhằn clara đá vào tên hề hất văng luôn philip sau đó cô kéo anh đứng dậy và rời khỏi vương quốc đệ tứ vua chuột nhỏ đến và mẹ gừng nói tương lai của họ đang phụ thuộc vào clara bà ra lệnh cho vua chuột mau mau đến lâu đài chạy một quãng đường khá xa clara ngừng lại nghĩ chân và cô muốn mở quả trứng vàng trước tiên cô hào hức mở quả trứng với chìa khóa và thất vọng khi biết đó chỉ là một chiếc hộp nhạc bình thường clara rơi vào bế tắc cảm nhận mọi thứ với cô bây giờ đều vô nghĩa giao lại chìa khóa cho kẹp hạt rẻ đem về cho mận đường cô quyết định quay trở về nhà philip bảo mọi người ở đây đang rất cần cô thuyết phục Clara không lạc lối và mọi thứ cô làm đều có ý nghĩa khi dũng cảm dẫn dắt đội quân tiến vào hang ổ của kẻ thù và lấy được chìa khóa. Clara bị cảm hóa bởi lời động viên của Philip và chấp nhận quay về giải cứu vương quốc của anh. Tiên Mận Đường hào hứng lấy chìa mở khóa, sung sướng vì cỗ máy vẫn hoạt động bình thường. Philip nhận ra Tiên Mận Đường đang dùng cỗ máy triệu hồi những tên lính thiếc tham gia cuộc chiến. Chúng không có suy nghĩ mà chỉ biết làm theo mệnh lệnh được giao. Bọn lính thiếc đồ chơi được đặt bên dưới cổ máy. Tiên Mận Đường ấn nút phát ra luồng ánh sáng biến chúng trở nên lớn hơn và cử động tay chân hệt như một robot. Tiên Mận Đường ra lệnh nhân đôi số lượng nhiều hơn. Clara hết giá trị lợi dụng Sugar Plum ra lệnh cho lính thiếp bắt Clara với Philip lại. Clara liên tục hỏi lý do mà câu trả lời nhận được là mẹ cô đã bỏ rơi tiên mận đường vào các vương quốc để sống cùng gia đình. Chính bà đã gài bẫy thuyết phục mọi người tin mẹ gừng phản quốc. Số phận của toàn thể vương quốc đều đang nằm trong tay tiên mận đường vì cỗ máy hoạt động hai chiều biến đồ chơi thành người và ngược lại. Clara và Philip bị đưa vào ngục, cả hai cố tìm cách thoát thân nhưng chỗ họ đứng quá cao so với mặt đất. Nhất chính Hoa Hòe và Bông Tuyết cũng bị áp giải đến phòng giam cùng Clara và Philip. cả hai giải thích về tội ác của tiên mận đường. Clara tự trách bản thân làm liên lụy mọi người. Cô trốn một góc buồn bã lấy hộp nhạc ra xem, bên dưới đó có một chiếc gương nhỏ phản chiếu hình ảnh cô, mọi thứ cô cần thật ra là dựa vào chính bản thân mình. Cô rực dậy bản thân khuyến khích Philip giúp tham gia trận chiến chống lại sự chuyên chế của tiên mận đường, cả hai lấy sợi dây đèn chùm, Clara và Philip chia nhau đứng một bên, ra hiệu Philip buông dây, sợi dây bị căng quấn chặt một đầu lại với nhau, Clara được đưa xuống bên dưới cô tiếp đất an toàn, Philip cũng theo xuống dưới đó, họ lần trốn và nhìn thấy mận đường đang giáo giết tập hợp đội quân chuẩn bị tiến công vương quốc đệ tứ. Clara bàn kế hoạch cô sẽ đến phòng chứa cỗ máy ngăn việc này con chuột nhỏ liền chạy đến và dẫn cả hai đi con đường khác vào phòng máy ở cuối đường hầm dẫn đến con thác đổ ra sông lớn phải vượt qua các bánh xe nước để vào trong cô dặn philip cùng vua chuột đến thông báo cho mẹ gừng và tìm kiếm chi viện lật đổ mận đường Clara leo qua các vách đá cô đánh thức lũ rơi trong hang động rồi lăn qua khe hở sau đó bám lên bánh xe nước đi vào trong lâu đài philip theo lời Clara vua chuột đưa anh đến vương quốc để tứ thì các chú hề ngăn anh lại sau đó họ để philip qua khi nhận thấy vua chuột đang liên minh với anh philip nhắc nhở đội quân thiết đang đến theo lệnh của mận đường chinh phạt vương quốc đệ tứ vua chuột ghé vào tay hiến kế sách dùng con búp bê khổng lồ khiến mận đường chú ý clara nhìn thấy bọn lính thiết đang canh giữ cổ máy cô nhắm đến hộp đựng chuột dây cót và lên kế hoạch bọn lính thiết được lệnh hành quân tiến đánh vương quốc đệ tứ những chú hề đến đó cản đường họ lao vào tấn công bọn chúng làm cả đội ngã như domino tiên mận đường nóng nảy ra lệnh cho đội quân không để bất kỳ kẻ nào cản đường lính thiết canh giữ để mắt đến con chuột đồ chơi chúng đuổi theo con chuột và Clara lẻn vào di chuyển dòng dọc của bánh xe nước để chúng ngừng lại. Kế sách của vua chuột đã thành công dụ lũ lính đến đánh lạc hướng để mẹ gừng lẩn trốn vào trong cung điện. Lính thiếc mỗi lúc một đông hơn bao vây làm ngã cung điện của mẹ gừng. Philip bước ra từ cung điện, nghĩ rằng anh cũng đang phản bội vương quốc tiên mận đường điều hướng cho các binh lính thiếc đuổi theo bắt lấy anh. Clara lẩn trốn gần đó cô vô tình phát ra tiếng động khiến bọn lính canh phát hiện, chúng bao vây buộc cô phải tung vài đường quyền. Một trong số các chú hề đến và đưa mẹ gừng ra ngoài từ bên trong cơ thể, có thêm chi viện Clara như hổ mọc thêm cánh, Mẹ gừng ngăn chặn những tên lính tiên còn đưa Clara nhìn về tìm phía lâu đài nhận thấy các bánh xe nước cung cấp năng lượng cho cái máy ngừng hoạt động. Bà ta liền bay về lâu đài để lại bọn lính sử đẹp Philip. Vua chuột cùng thuộc hạ kết hợp lại thành con chuột khổng lồ ỉm trợ cho Philip. Lũ lính không não này quá mạnh, bị hỏng vẫn có thể đứng lên tiếp tục chiến đấu. Philip bị dồn vào đường cùng, tiên mận đường trở về đặt bẫy bắt mẹ gừng cho khởi động lại bánh xe nước phục vụ động cơ biến đổi. À uy hiếp mẹ gừng khai ra vị trí của Clara nếu không sẽ biến bà trở lại thành đồ chơi. Clara trốn trong cỗ máy vẫn đang cố gắng vô hiệu hóa cái máy sau đó cô điều chỉnh cho nó khác đi rồi đi ra bên ngoài đối mặt với tiên mận đường clara khuyên sugar bloom quay đầu là bờ. bà phất lờ khởi động cỗ máy sắp sửa tấn công mẹ gừng thay vào đó cái máy không hoạt động theo ý muốn mà nhắm vào tiên mận đường bắn luồng ánh sáng bà trở lại thành con búp bê sứ các binh lính thiết quay trở lại như cũ philip được cứu mạng và vua chuột được thần dân của mình vinh danh ăn mừng chiến thắng tiên mận đường bị trừng phạt các vương quốc được cứu và nền hòa bình lập lại clara ôm mẹ gừng minh oan cho bà và khôi phục chức vị nhất chính vương quốc để tứ cho mẹ gừng clara chính thức trở thành nữ hoàng của bốn cõi Philip được phong làm đội trưởng của lính kẹp hạt rẻ. Clara ngắm nhìn vương quốc nhưng cũng đã đến lúc cô phải trở về nhà. Philip không canh gác đơn độc nữa mà được Cavalier và Harley Quinn canh cùng. Philip đưa Clara đến gốc cây to, dặn cô hãy nhớ về các vương quốc và đừng bao giờ quên mình. Nếu có thời gian thì hãy ghé thăm họ. Cả hai nói lời tạm biệt nhau. Philip buồn bã nhìn theo Clara đi xuyên qua gốc cây trở về với thế giới thực tại. Cô chạy đến bữa tiệc và gặp cha đỡ đầu của mình. Ông rất tự hào khi cô tìm được chìa khóa và nói rằng mẹ cô quả thật là một thiên tài. Clara vui vẻ chạy đi, sau đó cô đến bên cha mình xin lỗi vì đã không quan tâm đến cảm xúc của ông benjamin xúc động ôm chầm con gái clara mang ra quả trứng vàng cùng khiêu vũ với bố ông ngạc nhiên hơn khi đó là bài hát đầu tiên mà ông mà mary nhảy cùng nhau trước đây fritz và loyus cũng đến nhảy với nhau cùng những vị khách quý thật vui vẻ đến đây thời lượng phim cũng đã hết rồi nếu thấy hay đừng quên để lại cho mình một like và theo dõi kênh để xem thêm nhiều video hấp dẫn nha